Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tập 58. Bắt Đầu gặp được Minh Chủ thì vui vẻ mà không ngừng thao thao bất tuyệt, "Chị Phong, nghe nói phủ Thiên Các có rất nhiều đồ ăn tươi sống, rảnh rỗi chúng ta đi thử một chuyến nhé." Thất Tinh ở bên không khỏi khó chịu trong lòng, nói nghe này bác Đầu, anh và chị Phong có chuyện cần bàn bạc. Bác Đầu liếc mắt nhìn Thất Tinh, sau đó túm lấy cổ áo anh ta nói lớn, "Anh trưng cái bộ mặt đáng chết đó ra với tôi để làm gì, sao nào, muốn đánh nhau không?" Lão từ đây cũng hơi ngứa tay rồi đấy. Oản oản liền lên tiếng nói với hai đứa em ồn ào này. Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài mà đánh. Sao? Tôi nói mấy cậu không nghe à? Bác đầu tỏ vẻ không phục. Chị Phong, chị đúng là thiên vị. Rõ ràng cậu ta là kẻ gây chuyện trước. Thất tinh kéo áo bác đầu rồi lôi cậu ta ra. Bác đầu, đi theo tôi. Bác đầu bị lôi đi miệng vẫn không ngừng kêu gào. Chị Phong, là anh ta kiếm chuyện mà. Tới lúc anh ta quẻ tay quẻ chân chị đừng có mà đau lòng tình hình trước mắt xem ra bác đầu rất tin tưởng thân phận của cô chỉ có thất tinh mà thôi sau khi bị lôi ra ngoài bác đầu tức giận mà nổi nóng với thất tinh muốn đánh nhau đúng không lên đi thất tinh nói với cậu ta đồ ngu ngốc cô gái đó chưa chắc là thật đâu bác đầu tỏ vẻ không tin tôi đây mà có thể nhận nhầm chị phong sao chị thu thủy cũng đã xác nhận rồi làm sao mà sai được thất tinh thấy không thể thuyết phục được bác đầu nữa bèn rời đi bác đầu càng tức giận hơn mà mắng lại thất tinh anh dám xem thường tôi sao thất tinh lúc này quay trở lại phòng cũ rồi nói với oản oản chị phong em thông báo cho chị một tin chị phong trước khi chị biến mất chẳng phải vẫn luôn đi tìm cầu tạp chủng sao oản oản nói đúng vậy nhưng thực ra cô không biết gì về cái tên cầu tạp chủng kia cả chị phong năm đó chị khiêu khích hắn ta kết quả hắn ta vừa xuất chiêu đã ngã ra hai năm trước em đưa người của nhóm vô ý đi báo thù kết quả bị tên điên đó tiêu diệt cả đoàn còn nữa cách đây không lâu tên cẩu tạp chủng đó suýt nữa đã xóa sổ một gia tộc ẩn thế, em thấy chị không nên chọc điên hắn. Oản oản nhăn mặt lại suy nghĩ, tên cẩu tạp chủng này là gì, là ông chủ hả, đẳng cấp vậy sao? Nếu nói vậy chuyện của ta và tên cẩu tạp chủng đó không thể rời lại rồi, oản oản cũng chẳng phải minh chủ của vô ý, đến lúc tên cẩu tạp chủng đó đến tìm thì cũng chẳng thể tìm thấy cô. Thất tinh đứng dậy rồi nói với cô, vậy được, gần đây đã tìm thấy thông tin hắn đang ở độc lập châu, em sẽ kêu người hạnh cầu tạp chủng đến giao đấu với chị. Oản oản vội vàng kéo tay thất tinh lại, từ từ đã. Chị cũng chỉ mới vừa quay về, vô ý còn rất nhiều việc cần giải quyết. Chuyện này nói sau đi, nếu thật sự để thất tinh hẹn hắn ta đến thì oản oản tiêu là cái chắc. Thất tinh nói cũng được, nhưng trong lòng cậu lại càng nghi ngờ hơn. Chị Phong mà lại không muốn đánh nhau sao, quả là có gì đó không đúng lắm. Thất tinh nhìn cô rồi nói tiếp, nhưng mà nội bộ nhóm vô ý chúng ta quả là có rất nhiều việc cần chị xử lý, chị rời đi bao nhiêu năm rồi. Các bố lão đã không coi ai ra gì rồi, hôm nay chị về, bọn họ còn chẳng đến thăm chị, còn nói chị mạo danh minh chủ nữa, còn nói họ sẽ điều tra tới cùng và loại trừ chị. Oản Oản nói với thất tinh, ngày mai lấy thông tin chi tiết của mấy người mang đến đây cho chị, chị Phong, em đã làm cả rồi, chỉ đợi câu này của chị thôi. Nhưng mà nếu bây giờ vô ý chúng ta mất đi những bố lão đó thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì, dù sao ngoài kia có rất nhiều thế lực đang để mắt đến chúng ta. Oản Oản nói với thất tinh, ư chị biết rồi, nhưng trong lòng cô thì không khỏi giờ khóc giờ cười, lại cậu đừng hỏi nữa mà. Tôi không biết gì về nhóm vô ý của các cậu hết, ngộ nhỡ bị phát hiện ra là giả mạo, không biết cô sẽ chết thảm đến mức nào. Bác đầu đột nhiên đẩy cửa xông vào, hai người nói chuyện xong chưa, cũng muộn rồi em đưa chị về nhà, có người giải vây nên Oản Oản không khỏi phấn khích, được được, em sắp xếp đi. Bác đầu dẫn Oản Oản về ngôi nhà của minh chủ trước đây, chị Phong, Lúc đầu chị nghĩ sao mà lại mua căn biệt thự này vậy? Oản oản hớn hở nhìn ngôi nhà rồi đáp, chị thấy rất tốt mà. Chị Phong, đây là ngôi nhà nổi tiếng ma ám, nghe nói thường hay có ma đó. Vậy mà chị dám mua nó, chị mới là ma đó. Oản oản cũng phải công nhận điều bắt đầu nói, não của anh tóc húi cua bị gì à, đây là nơi cho người ở sao. Chị Phong, mấy năm qua anh em lập nhóm 3 người hoặc 5 người đến đây dọn dẹp, chị nói xem chị mua ngôi nhà ma ám này làm gì, thuê người làm cũng không thuê được bác đầu sợ sệt rồi nói với oản oản chị phong chìa khóa này em còn có chút chuyện em đi trước đây oản oản giữ vai cậu ta lại chị có vài chuyện muốn bàn với em vào trong đi bác đầu nghĩ đến ngôi nhà ma ám là sợ hết hồn rồi sao có thể bước vào trong đó được chứ cậu ta nhanh chóng co chân mà chạy mất chị phong bình ga ở nhà em chưa khóa nữa em về khóa ga đã oản oản một mình mở cửa bước vào ngôi nhà một không gian ma mị bao trùm nơi đây tên tóc húi cua này đúng là biến thái khủng điên sau đó cô bước đến cạnh một chiếc giường. Đây là phòng ngủ của anh húi qua. à. Bất chợt cô nhìn thấy một bức ảnh, oản oản cầm lên xem trong lòng không khỏi thắc mắc. Đây là ai vậy? Phía bên ngoài ngôi nhà, một người đàn ông gọi điện thông báo. Kỳ Hoàng đã xác nhận rồi, người phụ nữ vừa vào biệt thự không phải mạo danh nhiếp ra. Sáng hôm sau, oản oản còn chưa tỉnh giấc thì đã có tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi ra ngoài mở cửa. Một chàng trai đẹp tựa như thiên thần, tóc đen dài đang nhìn cô. Chào buổi sáng. Oản Oản có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là người đàn ông trong tấm hình đó sao? Chàng trai mỉm cười với cô, "Không mời tôi vào ngồi sao?" Oản Oản ấp úng nói, "Được được, mời vào, người đàn ông này có thể tìm đến được chỗ này, chắc chỉ có thể là người quen của nhóm vô úy." Kỷ Hoàng lên tiếng hỏi cô, "Tiểu Phong, mấy năm qua bỏ nhà ra đi chắc cũng tốt nhỉ, Tiểu Phong, em khác quá, trông điềm tĩnh và cũng xinh đẹp hơn trước nữa." Đột nhiên cái bụng của Oản Oản vì đói quá mà có tiếng kêu phát ra. Kỳ Hoàng mỉm cười đưa cho cô một túi thức ăn, đói rồi phải không, cơm hộp mà em thích ăn nhất này. Anh làm đó, oản oản nhìn chàng trai trước mặt, người này và tóc húi cua rốt cuộc có quan hệ gì, chẳng lẽ là người theo đuổi tóc húi cua sao? Oản oản lên tiếng từ chối, cảm ơn anh, không cần đâu. Vậy thì, Tiểu Phong, vô ý bây giờ không còn như trước nữa, em phải cẩn thận, không được liều lĩnh, oản oản chợt nhận ra, ánh mắt của người đàn ông này nhìn cô, vốn không hề có tình cảm giống như sự ân cần và thân thuộc của một người anh trai với em gái vậy. nếu anh ta không phải người theo dõi anh tóc húi cua vậy rốt cuộc anh ta là ai? oản oản bất chợt nghe thấy tiếng gọi hấp tấp của bác đầu chị phong chị có sao không? tên đó sao lại tìm được đến đây vậy? oản oản ngơ ngác hỏi lại cậu ta nhóc à em đang nói cái gì vậy? bác đầu vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt chị phong kỳ hoàng đến tìm chị đàm phán hả? nhất định là do chúng ta trước đây đã càn quét các thế lực của kỳ hoàng. Bọn họ muốn tìm chúng ta tính sổ đó, người đó là kẻ nguy hiểm nhất của độc lập châu, chị tuyệt đối không được nhẹ dạ nhé. Người vừa nãy thực sự là kỳ hoàng lừng lẫy sao, người ta đồn đây là hoàng đế ngầm của châu Âu, một trong tứ đại gia tộc, là người thừa kế của kỳ gia. Nhưng tại sao kỳ hoàng lại gọi cô là tiểu phong, còn chính tay làm cơm hộp, chẳng lẽ kỳ hoàng thích anh tóc húi cua sao, nếu kỳ hoàng đang theo đuổi tóc húi cua thì sao bác đầu lại không biết. Mối quan hệ này xem ra có hơi phức tạp, oản oản nói với bắc đầu chị không sao đừng có bất ngờ như vậy nếu như oản oản đoán không sai chỗ giấy tờ này không phải thất tinh mà là do các bố lão gửi qua thăm dò cô nhưng may mà cô đã từng giúp tư dạ hàn giải quyết những việc tương tự tiếng mở cửa vang lên khiến oản oản phải chú ý bắt đầu bước vào trên tay là một đống tài liệu chị phong thông tin của các bố lão em lấy giúp chị rồi này oản oản chỉ nhắc nhở cậu ta lần sau vào phòng nhớ gõ cửa nhé đám người này có vị cao chức trọng trong vô ý là những người đã luôn đi theo tóc húi cua mấy năm qua thế lực của bọn họ ngày càng lớn mạnh e là sẽ không phục đừng nói cô mạo danh anh tóc húi cua ngay cả anh tóc húi cua cũng không thể xử lý đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài thu thủy chạy tới ôm trầm lấy oản oản khiến cô chỉ biết bất lực mà để chị ta ôm bà chị này có cần lúc nào cũng phải nhiệt tình như vậy không thu thủy hớn hở nói với cô tiểu phong kỷ hoàng đến rồi ngưỡng mộ em thật có một vị hôn phu như kỷ hoàng em biến mất bao nhiêu năm nhưng vẫn không bỏ em, vẫn luôn đi tìm em. Oản oản bị dọa cho khiếp sợ, Kỷ Hoàng là vị hôn phu của tóc húi cua sao. Yên tâm đi, chuyện Kỷ Hoàng là vị hôn phu của em chỉ có mình chị biết thôi, chưa nói cho ai đâu, lúc này thì oản oản mới hiểu, chẳng trách bắt đầu lại có biểu hiện xem anh ta như kẻ thù. Vừa nhắc đến thì Kỷ Hoàng liền xuất hiện, Thu Thủy nói với oản oản, hai người nói chuyện nhé, tôi không làm bóng đèn nữa. Nghiệp chướng thật, sao anh tóc húi cua và kỷ hoàng lại có mối quan hệ như vậy chứ cô nên đối xử với vị hôn phu của tóc húi cua như thế nào đây như con chim non yếu đuối hay lạnh lùng kỷ hoàng đưa hộp thức ăn đến rồi nói với oản oản bây giờ đã ăn được chưa oản oản có chút ngại ngùng cảm ơn phiền anh đích thân động tay động chân rồi không phiền đâu em hồi đó luôn bám theo anh bắt anh làm cơm hộp cho em nên anh cũng quen rồi oản oản không khỏi lo sợ tóc húi cua còn bắt kỷ hoàng đích thân làm cơm hộp cho cô ta sao người đàn ông của tóc húi cua thì cô ta hãy mang đi đi còn oản oản cô không dám động vào đâu nếu để anh ta biết được cô mạo danh vị hôn thê của anh ấy lúc đấy e là không chỉ phải đối mặt với sự truy sát của nhóm vô ý mà còn bị thế lực ngầm của châu âu truy sát nữa kỳ hoàng nói với oản oản nhân lúc còn nóng mau ăn đi một lát nữa cơm sẽ nguội đấy oản oản đành phải mở hộp cơm ra xem ra nếu cô không ăn thì anh ta cũng không chịu đi anh tóc húi cua thích những thứ này sao kỹ năng nấu ăn của anh ta xem ra cũng được đấy chứ. Em chỉ thích ăn những món này cho nên anh cũng chỉ biết làm mấy món này thôi. Một lúc sau Oản Oản đã ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp. Kỳ Hoàng liền lên tiếng hỏi cô, Tiểu Phong, mấy năm nay em ở bên ngoài thế nào? Oản Oản nói tất nhiên là không bằng ở nhà rồi. Mấy năm nay chắc không phải là một mình đó chứ, ý anh là sao? Ví dụ như, ở cùng một người đàn ông khác. Oản Oản tỏ vẻ tức giận, ý anh là sao? anh đang nghĩ em làm chuyện gì có lỗi à, ai mà biết anh tóc húi cua ở ngoài làm cái gì, nhưng nhất định không để anh ta nói là ngoại tình được. Đừng giận, anh chỉ tiện hỏi vậy thôi. Kỳ Hoàng bước đến lại gần cô, sau đó lấy tay chạm nhẹ lên mũi cô trêu chọc. Để anh giới thiệu một chút, anh là Kỳ Tu Nhiễm, anh còn có chút việc, đi trước nhé. Oản oản nhìn anh ta kinh ngạc, vậy là có ý gì, tại sao lại tự giới thiệu tên với vị hôn thê của mình? Chẳng lẽ anh ta đã biết thân phận của cô rồi sao? nhưng ánh mắt của anh ta không hề ác ý nếu anh ta biết được cô giả mạo sao lại bỏ qua cho cô người đàn ông đó rốt cuộc là chuyện gì đây kỷ hoàng bước ra ngoài sau đó anh ta hỏi một vị giáo sư giáo sư chu ông thấy thế nào giáo sư chu hỏi lại kỷ hoàng cậu có chắc chắn người đó là minh chủ của vô ý không kỷ hoàng khẳng định suy đoán của anh ta là chính xác nếu như vậy tôi cũng có đáp án rồi nếu tôi nhìn không lầm thì minh chủ của vô ý không phải là bị mất trí nhớ mà là ký ức bao trùm Ông nói vậy là có ý gì? Rất rõ ràng, ký ức của minh chủ vô ý đã bị người khác xóa sạch, sau đó cô ấy được truyền cho một ký ức khác không thuộc về mình. Kỳ Hoàng mỉm cười tự diễu, thật là thú vị. Giáo sư Chu, ở độc lập châu chỉ có phe của ông là đủ năng lực để làm ra chứng che phủ trí nhớ khó khăn này, vị giáo sư vội vàng lên tiếng phủ nhận. Kỳ Hoàng, tôi có thể lấy cả dòng tộc tôi ra thề, chúng tôi tuyệt đối không làm cho minh chủ của vô ý bị ký ức bao trùm. Giáo sư Chu, ông không cần căng thẳng, Tôi chỉ muốn hỏi ngoại trừ các ông, còn ai có thủ đoạn như vậy nữa? Giáo sư Chu suy nghĩ một lát rồi nói, cái này cũng khó nói. Theo tôi biết phía Hoa Quốc cũng có đội nghiên cứu. Nếu như cậu cần tôi có thể lập tức đi điều tra, nhất định điều tra ngọn ngành cho cậu. Được, nếu vậy phiền ông rồi, tôi cho ông hai tháng. Trên đường lái xe trở về nhà, Đại Phi, một trong tám vị đại thần dưới trướng của Kỷ Hoàng hỏi chủ nhân. Kỷ Hoàng, người đó thực sự là tiểu thư vô ưu sao? Kỳ Tu Nhiễm nói đúng vậy, chỉ là ký ức bị thay đổi rốt cuộc ai có mối thủ sâu đậm với tiểu thư vô ưu mà lại độc ác như vậy đoạn phi vô ưu trước đây có thể đã từng sống ở hoa quốc cậu và hoa cốt mau đến hoa quốc ngay bây giờ mang những người đã từng tiếp xúc với vô ưu trước đây về đây nếu như đã điều tra ra ai là người đã thay đổi ký ức của vô ưu giết không tha oản oản đang xem tài liệu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bác đầu và thất tinh bước vào chị phong chị xem tài liệu xong chưa thất tinh hỏi cô có còn nhớ lý đại sư oản oản nói cô biết xem ra là lại đến thăm dò cô rồi đây. Vậy chị Phong còn nhớ Lý Đại Sư làm gì không? Bắt đầu liền đẩy thất tinh ra một bên, vòng vo quá, cút qua một bên, để tôi, chị Phong, chính là họa sĩ Lý. Trước đây các tác phẩm của ông ấy đều chẳng phải do chúng ta tiêu thụ sao. Nhưng hai năm trước ông ta đột nhiên không hợp tác với chúng ta nữa. Vậy hắn ta để chị Phong đây khuất phục à, gọi điện thoại cho hắn ta cảnh cáo. Oản oản thấy thật may mà có bắt đầu nhắc. Ồ, xem ra hắn ta hồ đồ rồi. Thất Tinh liền đưa điện thoại cho cô, nếu đã như vậy, bây giờ chị Phong giải quyết hắn đi. Thất Tinh, em đang dạy chị phải làm sao à? Thất Tinh không dám, nhưng chuyện này khá gấp, phải mau hành động mới được. Oản Oản nhìn cậu ta quan sát, chuyện này mà gấp sao? Lý đại sư đã ngừng hợp tác 2 năm rồi, bây giờ mới gấp, còn không phải để thăm dò cô thì là gì nữa? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của họa sĩ Lý, Thất Tinh, tôi đã nói với các người rồi, tranh của tôi, không cần nhóm vô ý các người phí công. Lý Đại Sư, xem ra ông khá giận dữ, tôi phái người đem trà thảo dược đến giải nhiệt cho ông nhé. Lý Đại Sư thấy giọng nói không phải là thất tinh thì liền hỏi cô là ai. Oản oản trả lời, bao nhiêu năm không gặp, hôm nay đến cả giọng của tôi ông cũng không nhận ra à. Lý Đại Sư cuối cùng cũng đã nhận ra, chẳng lẽ cô là minh chủ của vô ý à, chuyện này nhất định là có nhầm lẫn, minh chủ đừng tính toán kẻ tiểu nhân, tay của tôi không thể mất. Nếu đã như vậy, tôi cho người mang giấy đến cho ông chắc là được chứ, Lý Đại Sư liền đồng ý ngay, không thành vấn đề hoàn toàn không thành vấn đề mang càng nhiều càng tốt thất tinh nhìn oản oản nhận định người này phong cách hành sự đúng là khá tương đồng với minh chủ đúng là chị phong của em hai ba câu là giải quyết xong những kẻ có liên quan đến đối thủ của chúng ta xem thường vô ý giờ đã biết sợ rồi bắt đầu nói với oản oản chắc chị đói rồi phủ thiên các gần đây có không ít hàng hóa tươi chị có muốn đến thử không chị thu thủy cũng nói lát nữa sẽ đến sòng bạc làm hai ván Ngoài ra còn có đấu trường La Mã và quyền anh, đều là những thứ bình thường chị rất thích. Oản Oản vui vẻ nhận lời, "Được, nhân lúc cũng đang ngứa tay, anh tóc húi cua này có nhiều sở thích thú vị thật. Đúng là hại chết cô mà, nhưng mà nếu chỉ là một thằng công tử thua bạc vung tiền cho người ta thì không sao." Tay của chị phong chắc là được thiên sứ hôn rồi, đánh ván nào ăn ván đó, kỹ thuật tinh xảo đúng không? Tại phủ Thiên Các, Phi Thiên Long, vua của biển, vua của Trần Gian. Oản Oản nhìn thực đơn rồi không khỏi hoảng hốt đây là cái gì vậy chị phong chẳng phải lúc trước chị rất thích ăn phi thiên long à sao không gọi một phần đi oản oản đành phải nghe theo lời cậu ta đúng là lâu rồi không ăn lấy một phần đi một lát sau nhân viên nhà hàng đem đồ ăn lên phi thiên long mời dùng oản oản sợ xanh mặt lại cái này là phi thiên long sao đây là món châu chấu trên mà bắt đầu quay sang hỏi cô sao chị không ăn oản oản lặng im mà suy nghĩ ăn cái đầu cậu ấy nhìn là muốn ói rồi ai chọn món này dỡn mặt tôi hả? Thất tinh thấy cô trần chứ không ăn liền hỏi, chị Phong, chị không thích sao, mà đúng thật, con gái không thích món này đâu. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, oản oản đành phải gắp một miếng lên, có thất tinh ở đây, không ăn sẽ bị lộ mất. Vừa cho vào miệng thì cô liền nhăn mặt lại, cũng không tệ, mùi vị cũng không thay đổi nhiều. Bắt đầu hỏi chị có còn muốn ăn thêm đĩa nữa không, bình thường chị luôn ăn hai ba đĩa mà, oản oản mỉm cười nhưng trong lòng thì đang sôi sùng sục, còn nói nữa là một đũa đâm chết cậu đấy. Một đám người liền bước vào liền lên tiếng nói, ô minh chủ đại nhân, cô vẫn chưa chết sao. Chị Phong, đó là Lý Mạt Thần, là đứa con riêng mà tam trưởng lão của nhóm vô ý, minh Lý Tư tìm thấy 5 năm trước. Bây giờ vô ý phân ra hai phái, nhiều vị trưởng lão hợp lại thành một, phần lớn lực lượng đều nằm trong tay họ. Còn tên Lý Mạt Thần này lợi dụng quyền lực của tam trưởng lão không xem ai ra gì. Xem ra vị trí minh chủ của vô ý đã bị các trưởng lão khống chế rồi, ngay cả đứa con riêng mà cũng dám nhảy vào khiêu khích. Bất ngờ Thu Thủy cũng có mặt lên tiếng, Lý Mạt Thần, ngươi đừng coi trời bằng vung, dám bất kính với Minh Chủ. Lý Mạt Thần cười chế giễu, Minh Chủ sao, có người tự đến nhận mình là Minh Chủ, vậy mà tôi cũng phải tin sao. Sau đó hắn ta hất ly rượu vào mặt Thu Thủy, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Thu Thủy tức giận quát lên, Lý Mạt Thần, ngươi tìm cái chết rồi. Thu Thủy, cô chỉ là con chó của vô ý mà thôi ta sớm muộn gì cũng sẽ lột sạch đồ của cô, làm cho cô nhục nhã. Oản oản không nhịn được nữa liền quá to, cút. Lý mặt thần chỉ tay vào cô cười ngạo mạn, ồ giữ đấy, sao, nha đầu vẫn nghĩ mình là minh chủ à. Đột nhiên một cái tát rơi trúng mặt hắn ta. Oản oản lạnh lùng nói với Lý mặt thần, cha ngươi gặp ta còn không dám làm càn, ngươi là cái thá gì. Lý mặt thần tức giận lao tới, cô đi chết đi. Bác đầu liền giữ tay hắn ta lại, bác đầu, ngươi đợi đấy, ta sẽ bảo cha ta giết chết ngươi bắt đầu nhìn hắn ta cười được thôi để hôm nay ta giết ngươi trước rồi ngươi xuống đó đợi ta nhé lý mặt thần quát bọn thuộc hạ các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mau giết cho ta oản oản hỏi hắn ta ngươi còn chưa trả lời ta sau đó cô lấy chiếc đũa đặt vào cổ hắn ngươi là cái thá gì cô dám giết ta không cha ta sẽ không để cô yên đâu oản oản nhìn hắn ta lạnh lùng nói giết ngươi chỉ làm bẩn tay ta để lại mạng chó này cho ngươi Ta nghĩ, ngày mai cha ngươi sẽ đến giải thích cho ta. Bác đầu, mang tên này cút ra ngoài. bắt đầu ném hắn ta ra ngoài một cách không thương tiếc. Thu Thủy có chút lo lắng. Bác đầu, đây là lầu 4 đấy, lầu 4 thì sao chứ? Chị Phong bảo vứt hắn đi, có lầu 40 em cũng vứt. Sau đó cậu ta hớn hở nói với Oản Oản, Chị Phong, 10 phần thì 8, 9 phần là ngã chết rồi, nếu không thì cũng tàn phế. Oản Oản chỉ bảo cậu ta vứt hắn ra ngoài cửa chứ đâu có kêu vứt hắn xuống lầu đâu. Tam trưởng lão có thế lực trong vô ý, bây giờ cô lại làm con ông ta sống nửa chết nửa, chuyến này tiêu rồi. Bác đầu nói với đám thuộc hạ của Lý Mạt Thần, còn đứng đó làm gì, không mau đi xem Lý công tử đã chết chưa. Thất Tinh nói với Oản Oản, chị Phong, Tam trưởng lão cũng không phải dễ động đến đâu, chị nên cẩn thận thì hơn. Oản Oản nói không sao, chị có thể xử lý được. Sau đó Thất Tinh nói có việc rồi đi trước, bác đầu lại đến rủ dây cô, không ăn nữa, chị Phong, chúng ta qua sòng bài làm vài ván đi chị lo nhiều chuyện vớ vẩn rồi tại xong bài nổi tiếng nhất vân thành thật ngại quá các vị lại thua rồi oản oản và bắt đầu bước vào bên trong ánh mắt bắt đầu có chút lo lắng tiêu rồi thu thủy liền lên tiếng hỏi cậu sao vậy đứng trước cửa làm cái gì vậy một tên chơi bài hỏi oản oản cô gái muốn chơi thế nào oản oản liền nói với hắn ta tùy anh tên đó ra lệnh cho thuộc hạ xếp bài oản oản nhìn đống tiền trên bàn chỗ xu này phải trên vài tỷ đúng là dân cờ bạc cũng may anh tóc húi cua không thiếu tiền Cứ cho là thua đi Cũng không phải thua tiền của cô Oản oản nhìn những con bài trên bàn không khỏi hoang mang Mấy lá bài này cuối cùng là có ý nghĩa gì vậy Một trăm Theo Thu thủy ở bên thấy có chút lạ Lá lớn nhất là chín Bài kiểu này mà tiểu phong dám cực một trăm triệu sao Thùng phá Tôi thắng rồi Oản oản không khỏi khiếp sợ Cô làm cái gì vậy Vậy là thua một trăm triệu rồi Xong bài này dành cho người giàu thôi sao Anh tóc húi cua chơi là thắng chắc nhưng khả năng chơi bài của cô sẽ bị lộ mất oản oản liền nói với đối phương chơi như vậy không vui muốn chơi thì chơi kích thích một chút cô phải lợi dụng kiểu mình chơi giỏi mới được ô thú vị đấy muốn chơi thế nào chúng ta chơi đấu địa chủ thu thủy qua chơi đi thu thủy ngạc nhiên không thôi tiểu phong tôi thì bỏ đi làm gì có sòng bài nào chơi đấu địa chủ cô lại ra lệnh tiếp cho bác đầu lên chơi bác đầu cũng sợ sệt từ chối em chơi không giỏi đâu nhưng oản oản vẫn kiên quyết đừng nhiều lời ngồi xuống đi tên đối phương nhìn qua phía bắc đầu rồi hỏi em trai hình như chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi bắc đầu liền lên tiếng phủ nhận không không mặt tôi đại trà mà thực ra hai năm trước bắc đầu và tên này có đấu với nhau chắc là hắn đã quên cậu rồi quên thì càng tốt nhưng mà hai người này hình như không nhận ra đối phương nếu không sẽ tạo nên một cuộc chiến thế kỷ mất oản oản nhìn con bài số ba được ném xuống bàn sau đó bắc đầu dõng dạc hô to đầm tên đối phương cười thầm trong bụng sau đó ném hai lá bàn xuống, Joker, sảnh, ha ha, tôi lại thắng rồi. Oản oản tức giận túm cổ áo bắt đầu, vừa vào em đã đánh con đầm làm gì, chơi với em thì bảy tám phần là thua chắc rồi, bắt đầu nói với cô. Em ra nhiều bài như vậy, chị mới ra có một lá thôi, chị còn trách em sao. Oản oản liền quát lớn, cút, bắt đầu nhanh chóng lôi thu thủy chạy đi, em cút em cút, các người chơi đi. Tên đối phương nói với oản oản, người đi cả rồi, bữa khác rồi chơi tiếp nhưng oản oản nhất quyết không chịu, không được, chơi tiếp, chúng ta đấu tay đôi. Hắn ta trừng mắt nhìn oản oản, ở độc lập châu, chưa có ai dám nói không được với tôi. Bỗng nhiên cánh cửa bên ngoài mở toang ra, một ông lão cùng đám thuộc hạ bước vào, nhân viên phục vụ liền ngăn lại, quy khách, đây là phòng VIP, quy khách không được vào. Ông lão chỉ tay về phía oản oản, không cần lo, chúng tôi với vị khách này có chút thủ oán. Minh chủ, hôm nay cô oai lắm đấy, oản oản nhìn ông ta suy đoán đám người này chẳng lẽ là thuộc hạ của tam trưởng lão sao ông lão liền ra lệnh ra tay đi một đứa cũng không tha khoan đã người này không liên quan gì cả để anh ta rời khỏi đây đi ông lão nhìn tên đánh bài cùng oản oản thì bất chợt nhận ra là cẩu tạp chủng sao tên đánh bài đứng dậy hỏi lại ông vừa gọi ta là gì sau đó hắn tung cú đấm rất mạnh vào mặt ông lão tôi ghét nhất người khác gọi tôi là cẩu tạp chủng Người đàn ông đẹp trai này thì ra là cẩu tạp chủng, kẻ thù của anh tóc húi cua, đã boss cực kỳ hung tàn. Thấy ông lão đã bị đánh gục một cách không thương tiếc, đám thuộc hạ còn lại hoảng sợ bảo nhau, đi, mau đi thôi. Cẩu tạp chủng liền nói với bọn chúng, tôi cho các người đi chưa, một tên thuộc hạ vội vàng phân bua, cẩu tạp chủng. Đây đều là hiểu lầm thôi, tên cẩu tạp chủng này và minh chủ chẳng phải không đội trời chung sao, sao bọn họ lại ở cùng nhau vậy. Ngươi vừa gọi ta là gì, các người là người của vô ý sao, tên thuộc hạ sợ sệt nói vâng vâng trước khi bị minh chủ tính sổ tốt nhất là bọn chúng giữ cái mạng rồi rời khỏi đây đã tên cầu tạp chủng nói với đám người đó được các người cút đi sau đó hắn ta quay sang nhìn oản oản cô không khỏi lo sợ cuối cùng cũng tới lượt mình tóc húi cua ca tôi có thủ với cô sao sao cô lại đắc tội với boss đáng sợ như thế này tên cầu tạp chủng hỏi oản oản bọn họ là người của vô ý, lúc nãy bọn họ gọi cô là minh chủ oản oản liền nghĩ ra cách phủ nhận tôi là môn chủ, tôi là người bán cửa cho nên mới có tên là môn chủ. Đúng đúng, là bán cửa, cửa sắt, cửa gỗ, cửa kính, loại nào cũng có. Đại nhân, tôi có thể đi được chưa? Tôi thật sự chỉ là một người bán cửa thôi. Nếu tôi là minh chủ của vô ý, sao có thể bị môn đệ truy sát được? Anh nói có đúng không? Cũng phải, nghe nói các thành viên của vô ý có mối thủ với minh chủ. Cậu tạp chủng hỏi oản oản tên là gì? Cô nói cô là Diệp Oản Oản, hắn ta cũng giới thiệu tên của mình với cô. Dịch Thủy Hàn. Hàn đại nhân đi cẩn thận nhé, hôm nào nhà có thiếu cửa nhớ tìm tôi đấy. Dịch Thủy Hàn, cái tên này nghe có chút giống thơ ấy chứ, nghe hay hơn cầu tạp chủng nhiều. Nhưng chuyện tối nay chắc chắn có liên quan đến tam trưởng lão, xem ra nội bộ vô ý mâu thuẫn gay gắt hơn tưởng tượng, nếu để lộ thân phận, e là cô sẽ chết thê thảm hơn. Nhưng ở độc lập châu chỉ có một mình mà muốn tìm tư dạ hàn vốn không thực tế, mượn lực lượng của vô ý trước mắt là phương án hữu hiệu nhất nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải ngồi vào vị trí minh chủ của nhóm vô ý tất cả còn lại chỉ là nói suông mà thôi